Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con quay trở lại với tiết toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, các con sẽ được thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mà các con đã được học ở các tiết học trước đấy. Và phần thực hành của chúng ta sẽ được thực hiện thông qua bài 34, thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mm, gam, ml, độ C. Bài học của chúng mình có ở trang 93, sách giáo khoa toán 3 nhé. Phần đầu tiên đó là hoạt động. Bài tập số 1 yêu cầu các con điền số. Đo độ dài các đồ vật theo đơn vị mm. Ở đây chúng ta có 3 đồ vật. Thứ nhất đó chính là đồng tiền xu có mệnh giá là 1.000 đồng. Thứ hai là kẹp giấy. Và thứ ba là một cục tẩy. Vậy thì để đo được độ dài các đồ vật này, thì chúng mình cần xác định được độ dài các đồ vật, sau đó là dùng thước thẳng có chiều vạch cm để đo. Đầu tiên là đồng tiền xu, thầy cô sẽ xác định độ dài của đồ vật, sau đó dùng thước thẳng đặt vào đây. Vì đề bài yêu cầu chúng ta là đo độ dài các đồ vật theo đơn vị mm, nên chúng mình sẽ đếm theo những cái vạch nhỏ các con nhé. Vạch nhỏ, mỗi một vạch nhỏ tương ứng với 1 mm mà. Vậy thì đồng tiền xu đầu tiên có chiều dài là 19 mm. Tiếp theo là phần kẹp giấy. Để đo được độ dài của phần kẹp giấy và cục tẩy thì các con hãy dùng thước đo, sau đó điền số vào ô trống phía dưới. Đây, chúng ta sẽ dùng thước đo độ dài đoạn thẳng này. Vậy là đoạn thẳng này chúng ta thấy là dài đúng 4 cm. 4 cm tức là bằng 40 mm. Cục tẩy nào. Đây, các con hãy đếm những vạch nhỏ trên cục tẩy này, chúng ta thấy rằng có 25 vạch tương ứng với 25 mm. Chúng ta đã xong nội dung bài tập số 1, bây giờ sẽ là bài tập số 2. Bài tập số 2 có yêu cầu chọn số đo phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế. Ở đây chúng ta có 3 đồ vật, đó là cục tẩy, hộp sữa và quả bí đao. Để chọn được số đo phù hợp thì chúng ta sẽ dựa vào kích thước của các đồ vật đấy nhé. Đầu tiên cục tẩy nào, chúng ta có 20 kg và 20 g. Vì kích thước cục tẩy này khá là nhỏ nên chúng ta sẽ chọn là 20 g. Tiếp tục với hộp sữa nào, hộp sữa chúng ta có 400 g và 40 g, thì chúng ta sẽ chọn 400 g. Cuối cùng là quả bí đao, quả bí đao chúng ta có 3 kg và 3 g. Quả bí đao khá là to đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn số đo là 3 kg. Bây giờ sẽ làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có yêu cầu như sau. Em hãy giúp bạn Mai chọn các quả cân thích hợp để cân được đúng 1 kg gạo từ một thúng gạo. Đây chúng ta có các quả cân là 100 g, 200 g và 500 g. Vậy như chúng ta đã biết rằng 1 kg thì sẽ bằng 1.000 g. Vậy thì để cân được 1 kg gạo cho bạn Mai thì chúng ta phải chọn được các quả cân sao cho tổng các quả cân đó bằng 1.000 g. Dễ dàng thấy rằng 100 cộng 200 cộng 200 cộng 500 sẽ bằng 1.000. Nên các quả cân chúng ta cần chọn đó là quả 1 quả cân 100 g, 2 quả cân 200 g và 1 quả cân 500 g, thì sẽ được 1.000 g, tức là bằng 1 kg. Sau khi chọn được các quả cân rồi, chúng ta sẽ đặt lên đĩa cân bên trái. Sau đó thì chúng ta sẽ xúc gạo ở thúng đổ vào đĩa cân bên phải. Khi nào mà hai đĩa cân ở vị trí thăng bằng thì tức là chúng ta đã đong được 1 kg gạo cho bạn Mai. Cùng chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau. Sử dụng nhiệt kế, em hãy đo nhiệt độ không khí vào một số ngày trong tuần rồi ghi lại theo bảng sau. Đây chúng ta có nhiệt độ sẽ bằng thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Phần này thì các con sẽ sử dụng nhiệt kế đo không khí ở nhà và các con sẽ đo sau đó điền lại vào bảng. Các con có thể tham khảo số liệu mà cô đo được ở nhà cô. Và thứ 2 là 18 độ C. Thứ 3 cô đo được là 20 độ C. Và thứ tư cô đo được là 21 độ C. Chúng mình cùng chuyển sang phần hoạt động tiếp theo ở tiết số 2.
Bài tập số 1 có yêu cầu như sau: như thế nào chỉ nhiệt độ không khí phù hợp với mỗi bức tranh? Đây, chúng ta có 3 nhiệt kế chỉ nhiệt độ không khí, đó là nhiệt kế A, nhiệt kế B và nhiệt kế C. Gồm có 3 bức tranh tương ứng là của bạn Mai, bạn Việt và bạn Robot. Để biết được nhiệt độ không khí nào phù hợp với bức tranh nào thì chúng ta hãy đọc nhiệt độ trên từng nhiệt kế nhé. Nhiệt kế A, chúng ta thấy rằng ở đây là 2 độ C, nhiệt kế B là 24 độ C và nhiệt kế C là 40 độ C. Vậy thì nhiệt kế A 2 độ C, 2 độ C là nhiệt độ khá là lạnh nên sẽ tương ứng với bức tranh của bạn Robot, vì bạn Robot đang mặc quần áo ấm này, quàng khăn và ngồi cạnh hơ tay vào bếp lửa nữa. Tiếp theo là 24 độ C, 24 độ C là nhiệt độ khá là mát mẻ và sẽ tương ứng với bức tranh của bạn Mai đúng không? Vì bạn ấy đang ngồi đọc sách mà không cần dùng đến quạt, chứng tỏ là thời tiết rất là mát mẻ. Bức tranh C 40 độ C, 40 độ C là nhiệt độ rất là nóng bức đúng không? Vậy thì sẽ tương ứng với bức tranh của bạn Việt, bạn ấy mặc quần đùi áo cộc nhưng vẫn phải sử dụng quạt để làm mát cơ thể. Bài tập số 2 có yêu cầu chọn số cân nặng thích hợp với mỗi vật. Ở đây chúng ta có quả trứng này, có tạng và có một túi cà chua. Ba cân nặng nó là 100 kg, 1 kg và 100 g. Đầu tiên là quả trứng. Quả trứng có kích thước khá là nhỏ, tương ứng với cân nặng là 100 g. Tiếp theo là một tạng đúng không? Chúng ta thấy cái tạng này thì có kích thước rất là lớn và nặng nữa, nên là sẽ tương ứng với 100 kg. Và cuối cùng, túi cà chua sẽ có cân nặng là 1 kg. Sang bài tập số 3. Bài tập số 3 cho 4 ca đựng lượng nước như sau. Chúng ta có ca A là 300 ml, ca B là 150 ml, ca C 200 ml và ca D là 250 ml. Câu hỏi A, tìm ca ít nước nhất. Chúng ta có 150 ml bé hơn 200 ml, bé hơn 250 ml và bé hơn 300 ml. Vậy thì can B đựng ít nước nhất bởi vì chỉ có 150 ml nước thôi. Câu hỏi B, tìm hai ca khác nhau để được 300 ml nước. Ta có 150 ml cộng 200 ml sẽ bằng 350 ml, nên hai ca B và C chứa tất cả 350 ml nước. Câu C, tìm hai ca khác nhau để được 550 ml nước. Ta có 300 ml cộng 250 ml sẽ bằng 550 ml, nên hai ca A và D chứa tất cả 550 ml nước. Vậy thì qua tiết học ngày hôm nay, cô thấy rằng các con đã biết cách thực hiện ước lượng và đo độ dài, khối lượng, dung tích và nhiệt độ theo đơn vị mm, gam, ml và độ C. Các con cũng đã áp dụng được các đơn vị đo để giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tế. Hy vọng rằng các con có một giờ học vui vẻ và thú vị cùng với cô. Chúc các con học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các con vào những video thú vị lần sau.